Ngẩng cao mặt lên thế nào? Ngẩng cao mặt lên thế nào? Ăn hết thì nói thêm nhá. Không. Ngăn này là cố quá. Cổ á? Ngăn này mà cổ á? Ừ. Có đáng gì? Có tí bún đi mà. Ăn dễ ăn không? Có ngon không? Ừ. Ngon à? Ngon không? Ừ. Ngon à? Ngon thật không? Đấy, ăn dưa nữa với mẹ. Có mấy chục trên này mua cho mấy cái cần mặt bông này. Đấy, ăn mặt bông này. Mua cái cháo cái đấy hết Đây mấy cái khô không? đến đâu khô À, nấu khô à? Được, sẽ có. Đấy, bún ngon chưa? Bố này có đi lễ không? Mẹ, bố có đi lễ không? Thôi có thể Ăn đi, ăn hết đi. chấm mấy công nào Không ăn được hết à? thôi đừng luôn No chưa? chấm mấy công nữa Ăn đi đã, ăn hết đi để tí bún mà. thôi Ăn mấy miếng nữa. không Thôi à? đừng ép mà ăn được đến đâu đi ăn cố không nổi Nó có no không? Có no bụng không? ăn rau mắt ruột đó Hả? ăn rau mắt ruột đó Ăn thêm rau nhé. thôi đủ rồi. Ăn thì chả tốn Khả mấy nhỉ? năng ăn được cái nào thì ăn cái ép mẹ ở nhà ông ép mẹ nó mất tất Nhưng mà giờ có lồn đâu mà chả ăn được. nôn có nôn không cho mẹ công nhất À, nước vối này. À, nước vối này uống. Nước gì đấy? Nước gì đấy? Nước vối à? Có vào nhỉ? thôi Nước vối có ngon không? được Được à? cắt đi bằng Ôi giời, ăn ít quá. thôi còn